Xin chào anh em. Chào anh em đã trở lại với kênh xe tải của Khanh nha. Thì Khanh chuyên kinh doanh tất cả các dòng xe tải trên thị trường, từ những dòng xe chính hãng đến những dòng xe liên danh, và cũng có chương trình là thu cũ đổi mới cho những anh em nào đang có xe cũ muốn đổi lên một con xe tải mới hơn để chạy xe cho nó an toàn, an tâm hơn. Thì cứ alo cho Khanh nha. Thì với clip hôm nay thì Khanh sẽ báo giá tất cả các dòng xe tải trên công ty của Khanh, đang có mặt tại công ty của Khanh. Thì tại vì cái số lượng có hạn nên là Khanh sẽ báo giá nhanh thôi. Rồi anh em muốn tham khảo những dòng xe nào á thì cứ alo trực tiếp cho Khanh. Anh em lên nhớ rằng là xe nào Khanh cũng có bán, chứ không riêng gì những xe đang ở đây nha. Tại vì nhiều khi xe nó về nó đi không có mặt tại đây, thì cho nên là anh em muốn cứ lấy xe gì thì cứ alo để lại cho Khanh là cái ý kiến cái con xe đó, rồi hay là mua thông số xe đó thì Khanh sẽ gọi tư vấn cho từng anh em nha. Bây giờ trước tiên thì anh em mình sẽ tới con xe này đi. Thì cái con xe này là con xe Jack N350, hiện tại đang có giá thùng bạc nha. Khanh báo giá chung là giá thùng bạc hết nha anh em. Giá thùng bạc đang có giá là 439 triệu một con xe thùng bạc N350. Con này máy Isuzu, bảo hành 5 năm, thùng dài 4m3. Thì con này nếu mà anh em hạ tải lấy phiên bản 1.9 thì giá nó cũng như vậy thôi. Đó, con này thì nó ba màu cho anh em lựa chọn, xanh, trắng, bạc, tùy anh em nha. Thì con đây là con xe tải Jack X150, có tải trọng là 1.5 tấn. Hiện tại con xe này á là nó chỉ còn phiên bản thùng kính và thùng kính cánh dơi thôi. Thì thùng kính là giá 320 triệu. Thùng kính cánh dơi là 335 triệu nha anh em. Đó, con này thì hai chỗ ngồi, máy 1.8, thùng dài là 3m2. Đó, Khanh giới thiệu nhanh về những con xe đây, còn rất là nhiều xe cho anh em tham khảo nên là anh em cứ gọi cho Khanh nha. Thì con này là con Nissan. Con Nissan này cũng có hai tải trọng cho anh em lựa chọn là 1.9 và 3.5 tấn. Thùng dài là 4m230. Con này hiện tại đang có giá là 445 triệu là lăn bánh, thì tầm đâu đó thì tầm 425 triệu xe thùng. Con này hiện tại đang có rất là nhiều anh em quan tâm này. Con này nếu mà mua trả góp thì đưa trước cho Khanh tầm khoảng 120. Con này thì con xe dắt 3.5 tấn nha, trả góp thì đưa trước cho Khanh tầm khoảng 80 triệu thôi. 80-90 triệu là được, có nhiều hơn thì càng tốt. Đó, Khanh báo giá tối thiểu nha. Thì con Jack X150 thì trả trước cho Khanh tầm khoảng 80 triệu. Con tiếp theo là con xe SRM, có tải trọng là 930 kg. Thì con này là nó có kích thước thùng dài là 2m7, máy 1.5. Hiện tại đang có giá thùng bạc là 203 triệu. Anh em nào mua trả góp thì trả trước cho Khanh là 60-70 triệu nha. Thủ tục thì cũng rất là nhanh. Con này thì có hai màu cho anh em lựa chọn, màu trắng và màu xanh. Còn như muốn màu khác thì thêm 3 triệu nha. Thì con xe này là Khanh này ngày mai Khanh sẽ giao. Thì ngày mai sẽ có clip giao xe nha anh em. Con xe này là con xe Vanguard, nhập khẩu của Nga, nhập khẩu nguyên chiếc luôn. Con này rất là bự, rất là to. Con này có tải trọng là 945 kg, vào thành phố được luôn. Con này thì cái thùng rất là to, thùng có 11 khối luôn. Đó. Con này rất là to, bự lắm. Thì anh em nào mà muốn coi thông số con này thì cứ gọi Khanh, Khanh sẽ gửi cái video chi tiết về con xe này cho anh em nha. Thì cái con tiếp theo Khanh muốn giới thiệu là con xe Ben Chiến Thắng. Con này thì có tải trọng là 5.8 tấn. Giá con này là 490 triệu nha, 490 triệu 5.8 tấn. Con này hiện tại đang có giá là 550 triệu nha anh em. 550 triệu. Và tất cả các dòng xe tải bên chỗ Khanh hiện tại đang có chương trình là vay 75% nha. Thì anh em cứ tính 75% mình trả trước cho Khanh tầm 25% là xong rồi. Thì con xe này là con Đông Ben. Con này Đông Ben 5 chỗ, Đông Ben 5 chỗ. Thì con này là có giá là 293 triệu. Còn anh em lấy phiên bản cao hơn á thì nó có giá là 298 triệu, nó hơn 5 triệu. Phiên bản cao hơn là có camera lùi, màn hình cảm ứng nha. Đó. Con này hiện tại đang có khuyến mãi là tặng ghế bọc da. Ghế bọc da. Mấy con này cũng vay 75% hết nha anh em. Tất cả dòng xe tải bên Khanh đều hỗ trợ vay 75%. Con này là con Trường Giang K5. Con này hiện tại đang có giá hơn 160 triệu nha anh em, thùng lửng. Con này là con xe cũ, xe Hyundai cũ thì khách hàng ký gửi. Thùng bảo ôn bẩn nâng đang có giá là 490 triệu. Con này đời 2019. Con này đời 2019 nha, cũng còn mới mà như có khách làm rồi, có khách chuẩn bị là con này chuẩn bị giao khách rồi. Con này con Chiến Thắng giống con trong kia nha anh em. 5.8 tấn, có giá là 490 triệu. Con này, bữa nay Khanh báo cho anh em là con N300 á, con này là N200, giá đi trang như cái con N300 nha. Giá là 439 triệu một con thôi nha anh em. Trả trước cho Khanh 80-90 triệu là được.
Đây là con Nissan. Nissan cũng như mới đây Khanh báo giá rồi đó, là 425 triệu một con xe này. 425 triệu trả trước chung đâu đó tầm khoảng 100 hơn, tại vì dòng này vay vay hơi thấp nên trả trước khoảng hơn 100 nha anh em. Đây cũng là một con Nissan, con này thùng kính. Con này thùng kính thì giá là 435 triệu. Con kia 425, thùng kính thì mắc hơn 10 triệu, 435. Con này con rắc thùng kính này nè, ở đây Khanh báo 1,5 tấn thùng kính là 320 là con này nè. Đó, thùng kính con trong kia là thùng kính kính dơi là 335 nha. Thì con này là con Vĩnh Phát Isuzu nhái, Isuzu liên doanh đó anh em. Là con này 1,9 tấn thùng dài 6,2 m. Hiện tại đang có giá là 570, xe thùng bạc 570 nha. Đây là thùng kính, thùng kính thì mắc hơn 10 triệu 508. 570 508 nha anh em. Thùng dài 6,2 m, bề ngang 2 m, chiều cao 1,9 m. Máy Isuzu, máy 2.7 V1 là 2.8 rồi. Vào trong đây còn máy xe nữa, Khanh giới thiệu cho anh em luôn nha. Con này là con đông bên 2 chỗ, bữa nay con đông bên 5 chỗ nha. Con này con đông bên 2 chỗ. Con này hiện tại là phiên bản cao, là giá là 264 triệu một con. Con này vừa ra số, con này đang trong quá trình chờ giấy ngân. Thì hồ sơ bên Khanh làm nhanh lắm, chỉ cần chứng minh sổ khẩu với đăng ký kết hôn thôi. Anh em chuẩn bị cho Khanh thêm 25-30% giá trị xe. Thì ví dụ như con này là 200 mấy gần 300 triệu thì anh em chuẩn bị 70-80 triệu là được. Đó, đây thêm một con nữa này. Mấy con xe đông bên van thì bên Khanh còn rất là nhiều. Đông bên van thì hai chỗ còn rất nhiều. Con này thì anh em rất là thích hợp cho anh em nào mà đi bưu phẩm mấy cái văn phòng phẩm, mấy cái thư chuyển phát nhanh rồi này nọ nha. Con này thì được có cái sàn nắp nhìn đẹp lắm. Con này là phiên bản cao. Phiên bản cao thì nó là có chữ SRM nha, còn như phiên bản thấp thì nó là cái logo đông bên chỗ này. Đó. Con này hiện tại là giá 264 triệu trả trước cho bên Khanh tầm khoảng 70-80 triệu. Anh em có hơn thì trả hơn xíu cũng được, nhưng mà trả tối thiểu cho bên Khanh là 70-80 triệu nha. SRM 900. Con này vào thành phố 24/24 này, có tài trọng là 930 kg. Con này là con cây 5, con xe thùng bạc, cái giá là 173 triệu 72 triệu. Con này là cái tải trọng là 850 kg, thùng dài là 2,5 m 2,6 m. Con này đang thanh lý nè, con này đang thanh lý, giá cũng rất là tốt đó anh em nào có nhu cầu lấy con này. Con này gầm cao lắm, con này trả trước bên Khanh tầm khoảng 60 triệu lấy được rồi, 60 triệu. Con này đang thanh lý đời 2018, đang thanh lý nè. Đây là con Isuzu Vĩnh Phát. Con này hiện tại mới đây Khanh báo giá, xe thùng bạc thì 570, thùng kính thì 580, thùng lưỡng thì 565, rẻ hơn xí. Con này cũng vừa bấm mi số chờ giấy ngon. Phía sau đây còn con dắt thùng bạc nữa. Thì cái dòng xe tải dắt thùng bạc là hết xe rồi nha, nhưng mà sẵn đây có thì Khanh báo luôn cho anh em là cái dòng này là dòng dắt X150 thùng bạc, có tải trọng là 1,49 tấn, giá là 314 triệu, thùng kính là 320 và thùng cánh dơi là 335 nha. Ở trong showroom còn máy chiếc, Khanh vào Khanh báo luôn cho anh em giá, anh em nào muốn lấy xe gì thì cứ alo cho Khanh nha. Đi qua đây đây. Đây là con Nissan. Con này vừa mới về, con này thì đang giá tốt hơn mấy con kia nha, tại vì thùng con này là thùng tiêu chuẩn thôi chứ không có thùng inox. Hiện tại con này đang có giá là 420 triệu nha, 420 triệu. Con này 1,9 tấn nè, con này 1,9 tấn. Rồi con này là con dắt A5 nhập khẩu nguyên chiếc. Hiện tại con này đang có giá là, nếu mà anh em nó có hai phiên bản, anh em lấy loại tải trọng 9 tấn á thì có giá là 890 triệu. Anh em thì thùng nó dài là 8,2 m, thì anh em lấy cái loại tải trọng thấp hơn là 7,6 tấn mà thùng dài 9,6 m thì giá nó là 915 nha, 915 triệu. Đây là con xe đông ben T30. Con này thùng lửng, thùng bạc thì giá là 217 triệu nha, thùng lửng thì 210 triệu.
200, chưa tới 210, hơn 200 xí thôi. Nè, con này hơn 200. Đây là con đông bên 2 chỗ. Đó, con này là phiên bản thấp nha anh em. Con này thì hiện tại đang có giá là 259 triệu. Đó, phiên bản cao thì chỗ này nó để là chữ SRM nè. Còn như phiên bản thấp là nó để cái chữ, cái logo đông bên đây nha. Cái loại này thì nó không có camera lui và màn hình cảm ứng. Loại này loại thấp, nó rẻ hơn 5 triệu. Còn đây là chiếc Genbo thùng lửng giá là 195 triệu. Thùng bạc là 199 triệu. Thùng kính thì hơn 5 triệu nữa là 204 triệu nha. Rồi, đó là những cái con xe mà đang có tại công ty của Khanh. Những cái con xe chính hãng thì bữa nào Khanh sẽ báo giá Isuzu hoặc là Hyundai cho anh em sau nha. Bây giờ Khanh báo những dòng xe liên danh trước, ngày mai ngày mốt thì Khanh sẽ làm clip báo giá xe chính hãng cho anh em. Thì hiện tại mua xe bên Khanh cũng rất là đơn giản, mua tiền mặt thì không nói đâu, thì mua tiền mặt thì chồng đủ tiền lấy xe thôi, rất là nhanh. Còn như mua trả góp thì anh em chuẩn bị cho Khanh tầm 25% giá trị xe là có thể lấy xe được rồi. Thủ tục thì cũng rất là đơn giản, chỉ cần chứng minh sổ hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn thôi. Phần còn lại công ty Khanh sẽ hỗ trợ cho tất cả anh em nha. Bây giờ Khanh xin phép kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.